Hello, chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để ghi công nhé, credit ấy, cái bài nhạc không bản quyền các bạn lấy ở YouTube Studio hoặc là copyright ở chỗ No Copyright Music ấy, NCS ấy. Tại vì trong cái video trước mình có hướng dẫn các bạn lấy nhạc từ cái kho của YouTube ấy, thì trong đấy nó có hai thể loại nhạc ấy. Một là các bạn không cần phải ghi công gì cả, thế còn cái loại hai ấy, thì các bạn cần phải ghi công. Thì có bạn hỏi anh ơi làm sao để ghi công, và mình sẽ làm cái hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay vừa đi tiêm mũi 3 về, mệt đấy. Mệt đờ, chẳng muốn làm cái lằng nhằng. Mình sẽ làm cái hướng dẫn ngắn ngắn. Ok nhé, đầu tiên là ở YouTube này thì các bạn phải đi đến cái thư viện nhạc của YouTube nhé. Thì mình sẽ chọn vào cái nút này ở bên tay phải, mình đi đến cái YouTube Studio nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy một bài nhạc về, đưa về edit, sau đấy xuất ra và up cái video lên, thì sau đấy đặt cái công cán đấy ở đâu. Sau đấy bạn sẽ đi đến phần này nhé, phần audio library nhé, hoặc là thư viện nhạc. Các bạn kích vào đây. Thì ở trong cái thư viện nhạc này ấy, thì nó sẽ ở phần bản quyền này. Ví dụ những cái bản quyền mà nó chỉ ghi như này thôi ấy, tức là nó không có chữ CC ấy, thì là các bạn có thể dùng thoải mái, các bạn chả phải ghi công gì cả. Thế nhưng mà có những cái bản quyền nhé, ví dụ mình chọn vào đây này, attribution required, tức là cần phải ghi công. Cần phải ghi công nó có chữ CC này. Đấy, thì các bạn phải kích vào đấy, tức là khi bạn tải này, ấn vào download thì bạn phải ấn vào cái này để bạn copy cái công của người ta. Ví dụ mình muốn dùng cái bài nhạc này chẳng hạn nhé, thì mình trước khi mình nhấn vào download ấy, mình sẽ nhấn vào cái nút này. Đó, sau đấy là mình sẽ nhấn vào nút này để copy cả cái này nhé. Đây là mình đã copy cả các cái dòng này của người ta rồi. Sau đấy bạn tìm được cái file Word của bạn chẳng hạn, cái WinWord ấy, hoặc là WordPad hay cái gì cũng được. Mình sẽ mở cái file Word lên, mở cái file Word lên xong mình dán đấy, tạo một cái thư mục, một cái trang mới, xong mình nhấn Ctrl V. Đó, mình dán cái nhạc này vào đây. Ok, mình để ở đây được rồi. Thì tiếp theo ấy là mình sẽ ấn vào đây, done. Sau đấy mình sẽ tải cái này xuống. Ví dụ mình tải bài nhạc này nhá, mình ấn vào download này, rồi ấn done này, không cần phải cái nữa tại vì mình copy lúc nãy rồi. Thì đây là cái bài nhạc. Bây giờ mình sẽ đưa vào phần mềm edit, ví dụ mình đưa vào Filmora chẳng hạn nhé. Ở đây mình có cái đoạn giới thiệu vớ vẩn này, tí mình sẽ up lên kênh của mình. Mình sẽ kéo thả nó vào Filmora. Filmora hoặc là bạn dùng cho bài nào được, dùng phần mềm nào cũng được nhé. Sau mình kéo nó xuống timeline. Đây mình sẽ mở cái track này lên. Mình sẽ kéo cái này xuống timeline, đặt ở dưới này. Ok, đặt ở dưới đây. Và mình sẽ cắt ngắn nó lại, tại vì mình dùng một đoạn thôi. Dùng một đoạn ngắn này thôi. Các bạn chú ý là khi bạn dùng nhạc không bản quyền hay nhạc có bản quyền gì thì các bạn, kể cả các bạn dùng một đoạn thôi, khoảng 3 giây thôi, người ta cũng bắt bản quyền bạn. Nên là đừng bảo là em chỉ dùng một tí thì đừng có kiểu có sao không ấy. Thực ra là nó đều sao hết nhé. Đây là cái clip mình, bây giờ mình sẽ xuất cái clip này ra, sau đó mình sẽ up lên YouTube để mình chỉ các bạn là ghi công ở chỗ nào. Export đã. Đây là intro ví dụ. Ok, export. Mình dùng Filmora thì nó rất là nhanh. Sau đấy mình sẽ quay trở lại, đợi tí nó export xong. Đấy, sau đấy mình open folder, mình tìm nhé, tìm cái video. Đây là cái video của mình nhé. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi lên YouTube. Sau đấy mình ấn vào nút này để mình up video, tạo nút create này, upload video này. Và mình sẽ kéo thả cái video đó vào. Đây, up vào. Ok, đây là intro ví dụ, tiêu đề thì mình không cần nhé. Ở trong đây là phần mô tả này. Thì trong cái phần mô tả này là cái chỗ mà các bạn phải ghi công cái bài nhạc đấy. Ví dụ mình có thể nó đặt nó ở đầu này, nhưng mà thực ra đặt ở đầu thì nó cũng không hợp lý. Tại vì ở đầu mình mô tả video là gì, sau đấy đến những cái thông tin của mình ấy. Thường ấy mình sẽ đặt nó ở cuối này, bên trên cái chỗ này nhé, trên cái chỗ tag này. Thế còn cái affiliate link này trước cái này, cái link này bao giờ mình đặt cuối cùng. Thì bây giờ bạn quay trở lại cái file Word của bạn nhé. Đấy, sau bạn copy này. Đấy, bạn chọn hết và nhấn Ctrl C, copy hết. Sau bạn quay trở lại cái phần mô tả của cái video YouTube của bạn ấy. Sau bạn nhấn Ctrl V, paste nó vào. Mấy cái đoạn này thì bạn có thể sửa đi tí được. Bạn sửa đi sao cho nó đỡ cái khoảng trắng đi. Đó. Đây, Creative Commons. Đây, xong đấy là có bài nhạc ở đây rồi. Đây có một cái, cứ miễn là sao các bạn có một cái đoạn này là được.
có một cái đoạn này gọi là ghi công cho người ta, gọi là credit. Sau các bạn ấn next 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 các thứ rồi bạn up video lên như đấy, đấy thôi, đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để ghi công một bài nhạc. Thế còn những cái trang như kiểu trang NCS các thứ mà có nhạc miễn phí ấy, thì nó cũng sẽ có một cái trang tương tự, tức là có một cái mấy cái dòng ấy thì các bạn phải copy nó, các bạn dán nó ra đây là tốt nhất nhé. Các bạn dán ra Word này, sau đấy bạn copy lại từ Word này bạn dán vào video. Tại vì không thì trong quá trình bạn làm video ấy, đôi khi là bạn kiểu quên luôn cái bài nhạc này lấy ở đâu ấy thì rất là mệt. Thế đơn giản đấy thôi, đấy là làm nào để ghi công. Thế còn nếu như bạn muốn xem cái video mình hướng dẫn về các cái nguồn lấy nhạc ấy, NCS hoặc là YouTube Studio hướng dẫn chọn nhạc như thế nào ấy, thì các bạn có thể xem ở cuối video này, mình sẽ đặt ở cuối video này để cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.